Ngày 10 tháng 7, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp đặt những biện pháp tương ứng đáp lại những chế tài mà Mỹ dành cho các giới chức Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền của sắc dân thiểu số Hồi giáo Uyghur. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói với báo giới rằng hành động của Mỹ đánh dấu sự can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề của Trung Quốc, gây tổn hại cho các quan hệ song phương. Ngày 9 tháng 7, Hoa Kỳ áp đặt chế tài lên Bí thư Đảng Cộng sản vùng Tân Cương Trần Hoàng Quơ, một ủy viên Bộ Chính trị nhiều quyền lực và ba giới chức khác. Chế tài được áp đặt theo luật Magnitsky toàn cầu, cho phép chính phủ Mỹ nhắm vào những người vi phạm nhân quyền trên thế giới bằng cách phong tỏa tài sản tại Mỹ, cấm đến Mỹ và cấm người Mỹ làm ăn buôn bán với những người này.